Vâng, kính chào các bác đang theo dõi video của Sập Gỗ Nguyên Khối. Thì hôm nay bên vận tải có báo cho nhà em là cây đã về đến bãi. Thì hôm nay hai anh em chạy vào trong xem cây như thế nào để quay giới thiệu đến cho các bác. Cây của nhà em thì đợt này ở cảng không có những cái cây to, cho nên nhà em kéo một cái cây cẩm nhỏ về để làm sập đôi và bàn K3. Thì hy vọng các bác có thể ủng hộ các cái sản phẩm sập gỗ, các sản phẩm gỗ nguyên khối của nhà em. Thì kính mời các bác theo dõi video để xem chi tiết cái sản phẩm, cái cây gỗ cẩm hồng này. Đây là quang cảnh rừng núi của Gia Lai nha quý anh chị. Thời tiết khá là đẹp, nắng ấm chứ không có khắc nghiệt như khu vực phía miền Bắc. Đồi thông, rừng núi, dãy cà phê cũng rất là thơ mộng. Đây, em chuẩn bị đến tới bãi gỗ Hưng Thịnh Phát, một trong những bãi gỗ lớn của Gia Lai. Cây của nhà em thì đã về đến bãi rồi. Xe cũng vừa mới tới đây thôi. Em đang có mặt tại chợ gỗ Hải Giang, bãi gỗ Hải Giang, một bãi gỗ lớn của Gia Lai, để xem cái quá trình hạ cây gỗ, cây cẩm của nhà em đã đặt từ trước Tết để phục vụ sẻ sập đôi và bàn dài K3 cho quý khách hàng, quý anh chị. Hy vọng là quý anh chị có thể ủng hộ cơ sở sản xuất đồ gỗ nguyên khối của nhà em. Đây, thì hiện tại ở chợ gỗ thì có rất nhiều các cái dòng gỗ khác nhau, các kích thước lớn nhỏ và những cái mặt phản. Cây gỗ của nhà em thì có chiều dài là 11 mét, đường kính của nó thì rộng nhất được ở khoảng 1m6 đấy. Đó là phục vụ sẽ sập đôi và bàn dài K3 hoặc là bàn tròn. Xung quanh thì có rất nhiều các dòng gỗ khác nhau. Nếu như quý anh chị mà bảo làm gỗ dầu thì cũng hên xui lắm quý anh chị ạ. Đây, quay cho quý anh chị xem một trong những cái cây gỗ như thế này. Đấy, một kiệt tác của tự nhiên. Ai mà mua phải cây này thì coi như là mất trắng luôn. Bên cạnh là một cây gõ Ecomayer rất là khủng. Đường kính ở đầu gốc này chắc chắn phải là phải trên 2 mét rồi. Rất khủng. Bên cạnh đây thì em sẽ quay giới thiệu cho quý anh chị những cái sản phẩm sập gỗ khủng dòng Hương Vân, có tên gọi khoa học là Ecomayer. Tấm này thì cây rất là già, chất đanh, vân chùm 3D, đang được thợ chuẩn bị hoàn thiện. Đó. Bên cạnh đây thì có rất nhiều cái tấm sập khủng khác. Một tấm này cũng phải dài đến 8-15 nữa quý anh chị ạ. Đây, phía trên một tấm sập nu chun cực kỳ là đẹp, quá tuyệt vời, một tuyệt tác của tự nhiên. Vì có quá nhiều sản phẩm nên em không nhớ rõ được cái kích thước. Nếu như quý anh chị thích cái sản phẩm nào ở trong video này thì có thể nhắn tin cho em qua số điện thoại 0397580166 hoặc để lại số điện thoại phía dưới video. Đấy, em sẽ báo kích thước và báo giá chi tiết cho quý anh chị. Đấy, nù chùn này, hàng chưa hoàn thiện mà đã cực kỳ là đẹp rồi. Sản phẩm rất là khủng. Quá tuyệt vời. Đấy, ngoài ra thì
loại gỗ này thì ở cơ sở xưởng nhà em cũng rất nhiều những cái sản phẩm gỗ khủng, các dòng cẩm hồng, lim, hương vân, gõ đỏ. Đây là những cái sản phẩm mà đã được bọc để chuẩn bị bàn giao cho quý khách hàng. Những cái tấm sọc dài 8m, 7m rưỡi và rộng 2m rưỡi, 2m6 nha quý anh chị. Độ dài cũng rất là khủng, 3-40 phân. Đây. Vì đợt này ra cảng thì những cái sản phẩm gỗ to thì chỉ còn những cây cũ nó rất là xấu. Với lại bây giờ bên phía thị trường Nam Phi họ sẽ không cho chuyển những cây gỗ tròn cũng về cảng Việt Nam, Hải Phòng của Việt Nam nữa, mà họ sẽ bắt là xẻ vuông để đóng công. Cho nên những cây to sẽ rất là hiếm, và giá trị của nó nếu như những cây to được về được Việt Nam thì giá trị của nó tăng lên rất là cao. Nhà em cũng ra kiếm cây to nhưng thực sự là cây ở cảng nó rất là xấu, cho nên em chỉ đặt cái cây nhỏ này về để sẽ sập đôi và bàn dài cả ba. Còn nếu như quý anh chị đang có nhu cầu sở hữu sản phẩm gỗ nguyên khối thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0397580166. Hãy nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh để nhận cái thông báo về những cái video mới, những cái sản phẩm sọc gỗ đẳng cấp mà nhà em sẽ ra. Kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở các video tiếp theo.